Chào các bạn, như vậy là Apple đã chính thức ra mắt những chiếc điện thoại mới nhất của hãng đó là những chiếc iPhone 13, 13 Pro và 13 Pro Max. Kèm theo đó là hệ điều hành iOS 15 mà hãng cũng đã giới thiệu cùng. Và hãng cũng đã chính thức cho phép những thiết bị điện thoại từ iPhone 6s trở lên cập nhật lên hệ điều hành iOS 15. Và hôm nay trên, trên tay mình đang là chiếc điện thoại iPhone XS Max và mình cũng đã cập nhật lên hệ điều hành iOS 15 và mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái điểm mới ở trên hệ điều hành iOS 15 trên chiếc iPhone XS Max này. Thay đổi đầu tiên mà các bạn có thể dễ dàng nhận thấy đó chính là hình nền. Năm nào cũng vậy, khi mà ra mắt một chiếc điện thoại mới kèm hệ điều hành thì Apple cũng sẽ có những cái hình ảnh hình nền đặc trưng cho hệ điều hành và điện thoại mới của của hãng. Và năm nay với sự ra mắt của những chiếc iPhone 13, 13 Pro và 13 Pro Max kèm và theo đó là hệ điều hành iOS 15 thì Apple cũng giới thiệu một loạt những hình nền mới cho hệ điều hành này. Và các bạn sau khi cập nhật lên hệ điều hành iOS 15 chúng ta hoàn toàn có thể là truy cập vào phần cài đặt và truy cập vào phần hình nền để có thể là chọn những cái hình nền mới của Apple vừa được update và chúng ta có thể là thiết lập để đặt làm màn hình khóa hoặc là đặt làm màn hình chính hoặc chúng ta cũng có thể đặt cả hai để chúng ta thiết lập cả hai đều là hình nền mới của chúng ta và chúng ta thoát ra ngoài. Thay đổi tiếp theo mà mình muốn giới thiệu đó chính là trong phần trình duyệt Safari khi các bạn truy cập vào trình duyệt Safari như thế này thì các bạn có thể thấy là cái phần tab để chúng ta có thể nhập được cái địa chỉ trang web mà chúng ta có muốn truy cập vào. Thì thay vì nằm ở phía trên thì bây giờ Apple đã di chuyển nó xuống phía dưới. Thì cái điều này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể thao tác bằng một tay hoàn toàn dễ dàng. Và nếu như bạn nào mà không muốn sử dụng cái thanh tab này nó nằm ở phía dưới mà các bạn muốn sử dụng nó ở phía trên giống như hệ điều hành iOS 14 thì các bạn hoàn toàn có thể truy cập vào phần cài đặt Safari và các bạn có thể là đặt lại cái phần tab ở phần phía dưới à, ở phần phía trên và chúng ta có thể quay lại sân Safari và ngay lập tức thì cái thanh tab để chúng ta có thể nhập cái địa chỉ trang web vào nó sẽ trở lại vị trí ở phía trên như thế này và chúng ta có thể sử dụng một cách bình thường giống như hệ hình iOS 14 và tiếp theo mình muốn giới thiệu đó là trong cái phần tab chúng ta có thể chuyển qua những cái trang như thế này hoặc chúng ta có thể là truy cập vào một cái trang mới như thế này và các bạn thấy là trong một cái trang mới như thế này thì chúng ta có thể rất nhiều những cái đề xuất ở đây và chúng ta hoàn toàn có thể sửa được những cái đề xuất này bằng cách là chúng ta sẽ chọn nhấn vào cái phần sửa này. Và sau đó thì chúng ta sẽ có thể là bật tắt những cái phần mà đề xuất ở trên cái thanh tab mới bằng cách là chúng ta bật nút xanh để cho nó hiện thị lên hoặc chúng ta có thể tắt đi tùy vào cái nhu cầu và cũng như là sở thích của mỗi người. Ngoài ra thì ở trong phần hình nền thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi được cái phần hình nền ở trong cái trình duyệt Safari mặc định ở trên máy. Thay vì là như trước thì chúng ta sẽ không thể thay đổi được cái hình nền này mà nó sẽ hoàn toàn là một màu trắng thì bây giờ chúng ta đã có thể thay đổi một số những cái hình nền như thế này ví dụ mình sẽ đổi thành cái hình nền này đó các bạn có thể thấy là phần trình duyệt safari của mình đã được đổi thành cái hình nền như thế này và chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng những cái hình nền ở trong máy của điện thoại của chúng ta chúng ta đặt vào cái này nó hoàn toàn giống như những cái trình duyệt nhắn tin bên thứ ba ví dụ như là facebook messenger hay là zalo thì chúng ta hoàn toàn có thể đổi được hình nền trong trình duyệt safari này ở trên hiệu hình ios 15 Tiếp theo ở trong phần trang web Safari thì chúng ta có thể cài đặt một số những cái tính năng như sau. Ví dụ ở đây thì chúng ta có cái phần nó là chúng ta có thể là ấn địa chỉ IP. Thì ở đây chúng ta có thể là thêm cái cài đặt đó là ấn địa chỉ IP ở đây đi. Thì khi mà chúng ta truy cập vào những cái trang web mà chúng ta không muốn bị theo dõi. Bởi cái trang web đấy nó có thể theo dõi được cái địa chỉ IP của chúng ta. Địa chỉ mà chúng ta có thể truy cập Internet. Nó sẽ biết được chúng ta truy cập được Internet từ đâu. Bằng cách là sử dụng cái dịch vụ vị trí ở trên chiếc điện thoại của chúng ta. Và có thể là biết được cái IP của chúng ta đã truy cập từ đâu thì chúng ta hoàn toàn có thể ấn được cái địa chỉ IP này. Tuy nhiên thì cái địa chỉ IP này chúng ta chỉ ấn trong trường hợp là chúng ta muốn không muốn là những cái trang web đấy nó theo dõi địa chỉ của chúng ta chứ chúng ta không thể là sử dụng cái tính năng ấn địa chỉ IP này để truy cập vào một số cái trang web mà nhà nước của chúng ta đã chặn nha. Tiếp theo thì chúng ta cũng có thể là tùy chọn chặn những cái trang web quảng cáo, ví dụ như chúng ta có thể là cảnh báo những cái trang web lừa đảo và chúng ta có thể bật nó lên. Thì khi chúng ta truy cập vào những cái trang web mà có cái nội dung lừa đảo thì điện thoại của chúng ta, cái trình duyệt Safari của chúng ta nó sẽ cảnh báo và chúng ta có thể biết được Ngoài ra thì chúng ta cũng có thể là bật cái tính năng nó là đánh giá quảng cáo bảo vệ quyền riêng tư và kiểm tra luôn cái Apple Pay. Tiếp theo thì ở trong phần cài đặt của Safari thì chúng ta có thêm cái phần đó là yêu cầu trang web dành cho máy tính. Thì cái phần này nếu mà trước kia thì cái trình duyệt Safari nó không hỗ trợ và chúng ta thường sử dụng cái tính năng nó là truy cập vào cái phần Zalo thì chúng ta thường phải sử dụng cái trình duyệt bên thứ ba ví dụ như là Chrome hoặc là cấp cốc bởi vì là hai cái trình duyệt này nó hỗ trợ chúng ta cái tính năng nó là truy cập dành cho máy tính để bàn thì bây giờ thì trình duyệt Safari đã hỗ trợ ra cái tính năng đấy và chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt được. Cái phần đó là yêu cầu trang web dành cho máy tính để bàn và chúng ta có thể là bật nó lên. Thì khi chúng ta bật nó lên thì tất cả những cái trang web nó sẽ hiển thị ở cái dạng mà chúng ta truy cập ở trên máy tính hoặc là laptop của chúng ta luôn. Và chúng ta không cần phải sử dụng những cái trình duyệt bên thứ ba nữa. Ngoài ra thì ở trong cái phần trợ năng chúng ta hoàn toàn có thể truy cập vào phần trợ năng và ở trên hệ điều hành iOS 15 thì Apple hỗ trợ thêm cho chúng ta một cái tính năng đó là cài đặt theo ứng dụng. Cái cài đặt theo ứng dụng này ở đây có nghĩa là khi mà chúng ta chọn vào đây thì chúng ta hoàn toàn có thể thêm một cái ứng dụng bất kỳ có sẵn ở trên điện thoại và chúng ta có thể cài đặt tất cả những cái thứ liên quan đến cái ứng dụng đấy và một cách tùy chỉnh ví dụ như chúng ta có thể chọn được là về cái phông chữ ở đây chúng ta có thể chọn được cái phần đó là chữ phông chữ là chữ đậm chúng ta có thể để là mặc định hoặc là chúng ta bật tắt cái phần chữ đậm này chữ lớn hoặc là hình dạng nút những cái nhãn và những cái độ trong suốt này chúng ta hoàn toàn có thể cài đặt được và cái ứng dụng này nó sẽ hoạt động theo cái phần mà chúng ta đã cài đặt từ trước và những cái ứng dụng khác khi chúng ta không cài đặt thì nó hoàn toàn sử dụng như bình thường mà không ảnh hưởng gì đến những cái ứng dụng khác đấy chúng ta có thể là vào cái phần đảo ngược thông minh này chúng ta bật lên và khi mà mình trở ra mình quay trở lại cái phần ảnh thì ngay lập tức cái phần ảnh của chúng ta trong cái phần nền trắng thì nó đã chuyển sang màu đen để nó tiết kiệm pin hơn và cũng như là nó đảo ngược cái phần màu khi chúng ta thoát ra ngoài chúng ta vào phần cài đặt thì chúng ta thấy là cái nền của nó vẫn là màu trắng và khi chúng ta tắt đi chúng ta quay trở lại cái phần cài đặt thì chúng ta thấy nền của nó sẽ tự động chuyển sang màu trắng và những cái cài đặt này chúng ta hoàn toàn có thể là thao tác một cách rất là dễ dàng mà không ảnh hưởng gì đến những cái ứng dụng khác và cái phần thay đổi tiếp theo đó là trong phần album ảnh khi các bạn truy cập vào phần album ảnh trên hệ điều hành iOS 15 thì chúng ta có thể là biết được chi tiết cái bức ảnh này được chụp như thế nào và địa điểm của bức ảnh này được chụp tại đâu bằng cách là chúng ta chỉ cần vuốt ở phía, phía bên dưới của bức ảnh lên thì tất cả những cái thông số của bức ảnh sẽ được hiện lên ví dụ như bức ảnh này được chụp vào hồi 19 giờ 1 phút vào thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021 và bức ảnh này được chụp bằng thiết bị đó là Apple iPhone XS Max và ở đây nó sẽ ghi rõ cụ thể chúng ta là cái chi tiết của cái camera đó là chúng ta sử dụng cái camera góc rộng với cái khẩu độ là 26 mm và tiêu cự là f trên 1.8 kích thước của bức ảnh là 12 megapixel và kích thước cụ thể là 3024 x 4032 và cái bức ảnh này nó chiếm dung lượng là 2,3 MB Ngoài ra thì chúng ta còn có thể biết được một số những cái thông số cụ thể ví dụ như là ISO là 640 phần tiêu cự xin lỗi đây là phần tiêu cự là 26 mm EV là 0 khẩu độ là F trên 1.8 và độ phơi sáng là 1 phần 30 giây Ngoài ra thì ở dưới chúng ta còn có một cái phần đó là hiển thị cái phần bản đồ này và cái bức ảnh này nó nằm ở cái vị trí mà chúng ta đã từng chụp cái bức ảnh này chúng ta chỉ cần kích hoạt vào ngay lập tức nó sẽ dẫn cho chúng ta đến cái phần bản đồ Apple Map và chúng ta có thể biết được cái bức ảnh này chúng ta check in hoặc là chụp tại cái địa điểm nào ví dụ cái bức ảnh của mình đang chụp là tại ở đây nó ghi rõ là xã Điền Trung và như vậy là trên đây mình đã tổng hợp những cái điểm mới những cái điểm thay đổi ở trên hệ điều hành iOS 15 mà mình đã cập nhật trên chiếc điện thoại iPhone XS Max của mình và nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy nhấn cho mình một nút like nhấn đăng ký kênh để ủng hộ mình và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau